Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ bất tử bất diệt của tác giả Ngô Biệt Quân. À, Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. À, thưa quý vị, à, quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện Lúc bây giờ chúng nhân biết nguyên nhân Vì họ vương đã tu luyện khiếu thiền kiếm pháp Nên nhận ra manh mối trong kiếm pháp kia Vương Tây Phong coi chúng nhân là không khí Diễn luyện khiếu thiền kiếm pháp như sai như si Kiếm khí tung hoành Hai thúc thúc và đệ đệ của y cũng nhíu mày Nhìn bốn chữ thiện đãi mục dân hồi lâu Rồi đứng dậy cầm kiếm lên Thập tứ thức khiếu thiên kiếm pháp được ba người luyện đi luyện lại, nhưng uy được quân đệ thập ngũ thức không hề xuất hiện. Ôi, nhìn thấy chân ý của khiêu thiền kiếm pháp mà không thể luyện thành đệ thập ngũ thức, lão hồ thật ngu độn. Xem ra, chúng ta vô duyên với khiêu thiền kiếm pháp này rồi. Hai thúc thúc của Vương Tây Phong cảm thán. Đệ đệ của Vương Tây Phong như phát điên, liên tục múa tít trường kiếm trong tay. Trung nhân đều lắc đầu thở dài. Luyện thế này, đừng nói ngộ ra đệ thập ngũ thức, ngay cả tình luyện cằn bản vốn có cũng không thể. Tính nóng này đã đại kỵ của tu luyện kiếm pháp, không tàu nhà hòa nhập ma là may lắm rồi. Đệ đệ của vương Tây Phong kêu lên thể thảm, phun ra một cụm máu lớn, trường kiếm tuột tay, gục xuống đất. Tiểu ngôn, cháu sao rồi? Hai thúc thúc của y vội chạy đến, đỡ y khỏi đống bùn, xoa bóp, hoạt huyết. Hai tử thật là ngốc, luyện kiếm như cháu không phải sẽ tàu hòa nhập ma, đạo võ công trọng yếu một chữ ngộ, không thể nói là nóng lòng được. Các vương cấp cao thủ cùng nhau và các cao thủ thứ vương cấp vây quanh nhìn bốn chữ dưới đất mà không hiểu gì, không hiểu sao đầu cô bài tiền lại để, để lại kiếm ý làm gì. Vương Tây Phong hoàn toàn chìm đắm vào kiếm pháp, phản vân không để ý đến ngoại giới. Quanh y, kiếm quang lấp lánh, loáng thoáng có tiếng sấm nổ. Một vương cấp cao thủ cất tiếng nói, khá lắm, tiểu tử người quả nhìn là con ngộ tính. Một vương cấp cao thủ khác tỏ vẻ ngưng trọng nói, đầu cô bại thiên chẳng phải ngày càng bất phàm ư. Đúng, mẫu thấy phải có việc gì đó đặc thù xảy ra, với công lực hiện tại của hắn vốn không thể đạt đến cảnh giới này. Một tiết xét vạch căng tầng không chiếu sáng mặt đất. Vương Tây Phong tỉnh ra, thu trường kiếm vào vỏ, em chú nhìn bốn chữ kia, hồi lâu vẫn không nói gì. Mưa gió đã tạnh, phương đồng sáng dần, chúng cao thủ thảo luận cả đêm cũng không đi đến kết luận gì, không hiểu việc gì xảy ra với độc cô bại thiên sau cùng họ nhất trí rằng thực lực chân chính của hắn chưa đạt đến mức đáng sợ như đêm qua, quyết định đuổi theo tiếp. Vương cấp cao thủ đã chia nhân thủ truy tìm hành tung của hắn. Lục phần phó đến vườn Tây Phong, y không hề cự tuyệt. Từ đêm qua ngộ ra đầy thập ngũ thức của khiếu thiền kiếm pháp, y trở nên trầm mặc hơn. Một vị thúc thúc nói với y, Tây Phong, trong nên nghĩ thông suốt đi, đừng quên rằng nghĩa vụ của một người võ lâm là trừ ma vệ đạo. Hắn dù để lại bốn chữ trần Hồn khiến cháu hiểu được kiếm chiêu thứ 15. Nhưng ma vẫn là ma. Từ cổ đạo, ma đã không thể đứng cùng nhau rồi. Tiểu Điệt biết mình phải làm gì, càng hiểu rõ thế nào là đúng sai. Thúc thúc, mau về nhà đi. Đưa cả bốn chữ này về trưởng lão đường để phụ thân Tiểu Điệt và các trưởng lão nghiên cứu kỹ lưỡng. Một vương cấp cao thủ giao tình sâu sắc với vương gia ở Tân Bình Đế Quốc cất tiếng nói. Bốn chữ này với vương gia các vị đúng là tài sản vô giá, nên đưa về trước. Nếu kiêu tiền kiếm pháp lại hiện thế, chính đạo võ lâm lại có thêm một môn thần công tuyệt kỹ hoàn thiện. Sau cùng, đệ đệ và hai thúc thúc của vương Tây Phong quay lại tân bình đế quốc, bản thân của y thì đi vào trong thảo nguyên. Trời đã sáng rồi, được mưa rào rửa sạch, không khí thảo nguyên trong lành đặc biệt. Tầng không xanh biếc, ngàn dặm không một gợn mây, bừng dòng trong lòng động cầu bãi thiên đã bay biến sạch sẽ, bình tĩnh vô cùng hắn bỏ xa chúng nhân ung dung cất bước trên thảo nguyên đêm qua bà thúc điệt vương tây Phong thi triển khiếu thiền kiếm pháp khiến cho hắn nảy sinh cảm giác thân thiết quen thuộc chưa từng có nảy sinh một tiêm minh ngộ sùng động chỉ muốn xuất ra khiếu thiền kiếm pháp của mình thân thể tự thực hiện động tác kiếm chiều tình diệu cùng kiếm ý thâm ảo được hắn thể hiện hoàn hảo lúc đó hắn đắm chìm vào cảnh giới vi diệu tu vi lập tức tăng lên mức tuyệt thế cường giả đủ lòng tin hủy thiền diệt địa trong lòng hắn lại an bình, vô hỷ, vô ưu, vô dục, vô cầu. Thế trung nhân bỏ chạy cũng không đổi sát tứ. Thế nhưng thậm chí, quên cả việc họ là cựu nhân đang truy bắt mình. Nhát kiếm thứ 17 có uy lực hủy thiền diệt địa, bị hắn găm xuống đất, chấn động đó khiến cho tâm linh hắn rùn rẩy. Bà chữ khiếu thiền quyết ánh lên trong óc, hắn không hiểu từ lúc cảm gỗ khiếu thiên kiếm pháp lại dây lên bí mật trong sâu thẳm cõi lòng. Hãy khiếu thiền quyết ẩn trong đó khi cho hắn gỗ ra cứu thiên kiếm pháp. Bật quá, sau những gì xảy ra với kình thiên quyết và chiến thiên quyết, hắn không còn bẫn cảm với chấn động thần bí đó nữa. So ra, lần này còn bình tĩnh hơn, hắn vẫn tỉnh táo, không hề mê man thế nào. Thần tương bận dễ của hắn nhìn rõ nhất cử nhận động của vương Tây Phong, nhận ra cố chấp với kiếm pháp và ý tưởng đặc dị của y, liền này sinh hào cảm, cố ý để lại kiếm ý trong bốn chữ. Nhiều ngày nay, Động cô bại thiên luôn sống giữa sinh tử, tiềm năng thân thể được giải phóng, ngày nào tu vi cũng tăng mãnh liệt, công lực một ngày đi ngàn dặm, cũng như mực nước trong túi luôn dâng lên, sau cùng tiến đến cực hạn, từng giọt nước tụ lại, khiến cho túi trũng xuống. Đừng giọt nước khiếu thiên quyết kích thích, hắn sùng phá được hạn chế của thư vương cấp, tiến vào lĩnh vực vương cấp. Ba ngày trôi qua, độc cô bại thiên đến rỉa thảo nguyên, bổ sung đầy đủ nước uống, rồi tiến vào đại mạc mênh mông biển cát mênh bồng trải ra trước mắt trong sâu thẳm là ma vực khiến cho đế cảnh cao thủ cũng sợ hãi hắn biết chuyến đi này là chuyến đi chết chóc nhưng cũng quyến rũ cực độ buộc hắn cất bước hắn khát vọng tìm hiểu những lĩnh vực chưa biết muốn biết nơi đó ẩn chứa cái gì những gì chưa biết khiến người ta hiếu kỳ đầy hưng phấn hắn bằng tâm trạng đó đi liền ba ngày trong sa mạc dao động khe khẽ dấy lên từ vùng sâu trong sa mạc lòng y cũng dao động theo không thôi thời tiết bên trong sa mạc biến hóa thật khó lường ban sớm còn trời trong xanh biếc nhưng đến trưa trận nổi cuồng phong cắt bụi mịt trời cát vàng mở mịt độc có vải thiên cảm tán đời người chìm đổi thoáng chốc thay đổi vạn lần gió lốc cuồng mãnh thổi đến chiều mới dừng hắn bỏ dậy khỏi mặt cát tiếp tục cất bước đi càng đến gần trung tâm sa mạc hắn càng bất an không hiểu trong ma vực ẩn tàng thứ gì mà cách sang ngàn dặm đã ảnh hưởng đến tâm lý của mình đi suốt ba ngày hắn dần quen với khí hậu thất thường ở sa mạc khi hắn vào sa mạc được hai ngày các cao thủ truy sát cũng đuổi sát đến rìa sa mạc họ nhận định rằng hắn đã biết bí mật về ma vực rằng có một đế cảnh cao thủ loạn thế tiểu ma tiên giúp đỡ hắn trung dân không vội vào mà chờ đợi các cao thủ từ thành phong đế quốc đến rồi mới cùng tiến vào vùng sa mạc thần bí ngày thứ ba các lộ nhân mã tể tụ mấy vương cấp cao thủ bắt tay và bố trí chọn ra hơn trăm cao thủ, tập hợp thành một đội ngũ tình nhuệ, chuẩn bị vào sa mạc, giết ma. Số còn lại đợi ở bên ngoài. Nếu bất tử chi ma may mắn thoát ra, thì lập tức vây công. Đội ngũ diệt ma hùng hổ tiến vào sa mạc, mang theo mười mấy con lạc đà chở đồ dùng. Trong số tiến vào, có mười vương cấp cao thủ tiền bối, hai mươi cao thủ tư vương cấp đủ lứa tuổi, còn lại đều là cao thủ đạt đến cảnh giới siêu cao. Thành thế này khiến cho chúng nhân tin rằng đồng cô vải thiên khó lòng thoát được kiếp nạn đồng cô vải thiên ở trong sa mạc vô tình đi lạc hướng lúc nhận ra đã quá mất một ngày đêm mẹ nó chứ dao động lúc mạnh lúc yếu đáng chết hai lão tử ta nhận sai hướng rồi hắn lầm bầm chửi cởi túi nước xuống uống một ngụm không hiểu lần này quyết định đúng hay là sai có lẽ ta không nên đến nơi đây hắn bất an trong lòng không nên thấy sự việc có vẻ không ổn thế nhưng ta sao thế nhỉ sao lại có dự cảm như vậy? Sao lại do dự chứ? Mẹ nó, đã đến rồi, tất sẽ bình an thôi. Năm ngày sau, hắn cũng đến được rìa ma vực. Xuân thời gian này, hắn đi bước nào cũng thấy lòng rung động. Cảm giác này mỗi lúc một rõ ràng. Sau cùng rung động trở thành chấn động, áp lực vô hình đè nặng lòng hắn, cơ hồ nghe thở. Lúc đó, hắn cách ma vực trong truyền thuyết không đầy trăm dặm. Tử vong khí tức nồng đượm nổi lên trong lòng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một màu ảm đạm vô cùng, từ hồ có âm phong nhẹ nhẹ thổi tới. Cách xả thế mà âm u đáng sợ thế này, đến gần chẳng phải quỷ khí lạnh lùng ư, mà vực chết tiệt, có phải là cửa vào địa ngục không? Đi đến gần, động cô bại thiên cuối cùng cũng thấy mà vực trong truyền thuyết. Vùng đất này chìm trong tối tăm, phẳng phất là một không gian cách ly, không liên quan gì đến thế giới. Cả viên địa vực từ khí âm u, mà khí dày đặc đen ngòm như khói, không ngừng tỏa ra phía bên ngoài, trông mà lạnh cả người. Hắn chợt rùng mình, dù bình thường vẫn lớn mặt to gan, giờ đối diện với chốn như nhân gian địa ngục, không khỏi rợn tóc gáy. hắc ám phẳng phất như lỗ đen khổng lồ, khảm vào trong sa mạc, phát ra mà lực vô tận, mà khí phiêu đáng trên không trung đầy quỷ khí. Khác nào là các hồn ma đang nhè nành múa vút. Càng đến gần hơn, đâu có bãi thiên tựa hồ nghe thấy vạn con quỷ đang gào khóc câu nào cũng nát lòng, rõ máu, khiến lòng người chấn động. Cảnh tượng thật rùng mình đập vào mắt của hắn. Ngoài rìa ma vực toàn là xương người và giả súc trắng nhợn, phảng phất như đợt tu la trường, không hiểu tích lũy của bao nhiêu năm tháng mà bột xương đã phủ đầy mặt cát. Phóng mắt nhìn ra xa, nhưng bộ xương trắng rợn người này tựa như một vùng trắng nổi bật giữa đêm đen. Hắn đến trước ma vực, chân đạt lên tàn cốt, phát ra tiếng xào xào tử vong từng tiếng dương vỡ hoàn toàn không có âm thanh gì hình như hắn đang vào một vùng đất lặng ngắt Từ vong khí tức dày đặc quấn nhiễu tâm thần của hắn khiến cho hắn bất an vô cùng xưa nay hắn chưa từng cảm giác cái chết gần đến như thế mẹ nó chứ do người ta chết khiếp mất hắn lau mồ hôi lạnh trên trán bình tĩnh trở lại đây là ma vực kinh hồn trong truyền thuyết sau cùng ta cũng thấy được nó hắn nhìn vạn bộ hải cốt dưới chân chợt cảm thấy mềm động. bao nhiêu là sinh bệnh nơi này thiếu gì cô hồn dù đáng chợt hắn có cảm giác vô lực khi đối diện với ma vực khiến cả đế cảnh cao thủ cũng kiêng rẻ có vào mà không có ra cùng lúc ấy ma vực lặng ngắt chợt ào ào cuồng phong sấm sét ầm ầm cắt bụi ngút trời hắc ám mã khí lan tràn như đang trong cơn giận tàn đi tứ phía trùm kín đều bầu trời độc cô bại thiên cả kinh thất sắc tiết triển thần hư bộ lùi lại nhanh chóng, ma khí cuồn cuộn lướt qua, khiến cho hắn lạnh toát mồ hôi. Tuy thoát khỏi phạm vi ma khí hoành hành, nhưng trong sa mạc vẫn cuồn cuộn cuồng phong trận trận, cắt vàng mịt mờ khiến cho người ta không mở nổi mắt. Tiếng gió u u như quỷ khóc thần gào, chọc vào tai của người ta, khiến ai nấy sợn gai ốc, kinh hoàng vô cùng. Một gióng xương bị cuồng phong cuốn lên, đập vào eo của hắn, đánh bộp một tiếng bị hộ thể chân ký của hắn chấn tan đi. Một dương đi ti tàn theo gió hết cả. Chỉ trong nháy mắt đó, vô số cổ cốt bay theo gió, tung hoành trong không gian. Độc cô bại thiên đại lùi bước, tránh xa ma vực. Điều kiện cho hắn kỳ quái là, rời khỏi ma vực không xa lắm, tất cả đền bình lặng, không hề có mảy bay dao động gì. Từ gian nhìn lại, ma vực cuồn cuộn gió, ma khí ảo ảo lan tràn, điên cuồng lan tỏa trên tầng không. Ngoài kia vùng xương trắng cũng phiều đáng, cát bụi mù mịt, nhưng vẫn bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn hít một hơi khí lạnh. Mẹ nó chứ, cổ quái thật. Hắn không dám liều mạng tiến vào trong. Đợi khí gió lặng thì mới tiến đến. Vốn hắn cho rằng lần này sẽ khiến cuồng phong bạo cát trong ma vực dấy lên. Nhưng không giống như hắn tưởng tượng. Ma vực lặng yên tuyệt đối. Cơ hồ tình cảnh lúc trước chưa từng xảy ra. Chỉ là ảo giác mà thôi. Quan sát liền ba ngày đêm. Độc cô Bài Thiên nắm được một phần quy luật của thế giới hắc ám ấy. Chỉ vào mỗi buổi trưa, ma vực với ảo ảo ma khí tỏa ra. Ngoài rìa cũng nổi cuồng phong vô cùng, thổi tung cát bụi. Chúng cao thủ truy đuổi hắn, trải qua vô số cơn bão cát, mật mạng oan uổng không ít người. Sau cùng cũng đến địa điểm cách ma vực không đầy 200 dặm. Trung nhân đều cảm thấy bất an, dừng lại chuẩn bị chấn chỉnh đội ngũ trước khi tiến quân ma vực một trăm võ lầm cao thủ của thiên phụ đại lục đến được ma vực trong truyền thuyết nhìn vùng tăm tối đầy ma diễm trung nhân hít một hơi khí lạnh vùng đất được coi là phần mộ của đế cảnh cao thủ hiện ra trước mắt toàn thể đều chấn động nghe là một việc tận mắt thấy lại là một việc khác nơi thần bí trong truyền thuyết phát ra dao động năng lượng khiến lòng người ớn lạnh cát bay cuồng loạn mây đèn che kín trời mặt diễm ngùn ngụt, ngụt hắc vụ mờ mịt xương trắng lạnh lùng từ khí vô biên đó là chốn địa ngục nhân gian, cánh cửa thông với ma giới, nguồn gốc của phản ác, một thế giới tối tăm đối lập với cõi đời. Các vị xem, màu trắng phiêu đãng kia là cái gì? Là, là xương trắng, xương trắng vừng dưới đất bị cuồng phong thổi tung lên. Địa ngục, không ngờ truyền thuyết lại là có thật, vạn bộ hải cốt chất thành núi, màu trắng vô tận, đúng là khổ cốt. Bóng tối vô tận, mà diễm ngút trời, từ khi âm u đó, đó là vì sao trên đời sao lại có người đáng sợ như thế vốn nó không nên xuất hiện trên đời này chúng dần đều lo lắng nhào nhào bàn luận một vương cấp cao thủ cất tiếng nói các vị không nên lo lắng ma vực tuy đáng sợ nhưng chỉ cần chúng ta không bước chân vào sẽ không xảy ra chuyện gì đâu thường tầm nhân góp lời không ngờ ma vực trong truyền thuyết lại là nơi như thế này thật khiến người ta chấn động mà còn thần bí vô cùng quả muốn vào xem bột phen một vị cao thủ cạnh đó giật mình, vị huỳnh đệ không nói đùa đấy chứ, tại hạ không nghe lầm chứ hả? thường tầm dần tự diễu, <laughs> mỗ chỉ nói thôi, lên đầu trả bản lĩnh ấy, mỗ tự biết phải trăm nằm nữa mới có thể tiến chân vào. vương đạo mỉm cười nói, thường tầm huỳnh bất tân tự phỉ bạc như thế, trên đời không có gì là không thể, với tư chất của huỳnh đài, chưa biết chừng năm ba chục năm nữa là vào được ma vực thôi. thường tầm nhận lắc lắc đầu trừ phi bố không còn thương tâm, triệt để chết cả cõi lòng, đến đầy tự sát, còn không cả đời sẽ không tới đây đâu. Nhìn ma vực tối om, thủy tình ngờ ngẩn xuất thần, đồng thời với cảm giác bất an trong lòng, nàng lại hy vọng đàn xen với thất lạc. Lý thì nhìn đồng bọn với vẻ lo lắng. Mấy hôm nay, nàng loáng thoáng thấy rằng thủy tinh không được bình tĩnh, hình như đang có tâm sự. Hai vị mỹ nữ sử bụi, không phải đang nghĩ tới sự huynh đấy chứ nàng tăng ngàn vạn lần đừng có nghĩ tới huynh huynh đây không có sợ gì chỉ sợ người ta tương tự mình thôi dùng nhàn tuấn mỹ của hoa vân phi nở nụ cười mê người nhưng người lượt đến cạnh hai đại mỹ nữ cùng là truyền nhân thánh địa nên gã không ngại ngần gì sẵn sàng đùa cợt với hai nữ tử như tiền tử ấy trung nhân đã thích ứng với cách nói năng nhằng quậy của gã không đến nỗi quá kinh ngạc nhưng sau lưng vẫn có người nói rén tên nhóc con tiên tử dễ chạm vào thế sao? Lý thì lạnh lùng liếc khá. Hòa sư huynh, xin hãy nói năng tôn trọng một chút. Tiểu bụi không có hứng nói chuyện không đâu. Thủy tinh cất tiếng lành lành. Hòa sư huynh sao lại mang tiếng lòng ra mà nói? Mỗi biết sư huynh thường hận vì si tình mà sinh ra làm thân nam nhân. Thế nhưng thường lén lén liếc vườn đạo sư huynh, thường tầm nhân sư huynh, còn cả những thành niên anh Tuấn khác nữa. Nhưng sư huynh không cần trực tiếp nói mình thích nữ sắc đâu. Tất cả đều biết, đều hiểu cho Huynh là Huynh thích nam nhân mà. Sắc mặt của Hoa Vân Phi lúc đỏ lúc tím. Không ngờ Thủy Tinh không hay nói năng, lại tung ra đòn hồi mã thường như thế. Nhất thời, có cảm giác không còn nơi nào để giấu mặt. Thậm chí xấu hổ quá hóa giận. Thủy Tinh sư muội Đoạn hắn chậm chân bước sang một bên. Chúng nhân cùng cười vang. Bạc Vũ Tì che mặt mà cười. Hoa Huỳnh đệ, dáng vẻ vừa rồi giật giống nữ nhân đấy đến với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ yêu quý để mọi người thấy được trì khí của đệ. Đoạn nàng ta mỉm cười quyến rũ, Được canh tay mảnh mai như ngọc ra, tư thế mề hoặc vô cùng. Hoa Vân Phi thẹn quá hóa giận, sau cùng cũng bật cười, quả thật nhất tiếu bách mị sinh. Được, mỹ nhân huỳnh đến đây. Rồi hắn ta đi đến chỗ bạc vũ ti. Bạc vũ ti cười rộ tránh sang một bên. <laughs> đệ đệ ngốc, tỷ tỷ còn không biết lòng dạ đệ ư mau tìm vương đạo sư huỳnh và tương tâm nhân sư huỳnh đi. Trung nhân được phèn cười to, ôn họ rùn sợ trước mà vực, không còn lòng phi thường khẩn trương. Thế nhưng giờ mấy người này đùa cợt như vậy, tất cả nhẹ nhõm hẳn đi. Đợi khi tất cả bình tĩnh lại, một võ lầm cao thủ cất tiếng hỏi. Kỳ quái, đâu cô bại thiên phải đến rồi chứ nhỉ? Sao không thấy bóng dáng của hắn đâu? Kỳ thật ai nấy đều mang kỳ vấn này. Nhưng trung nhân tránh không hỏi. Họ sợ hắn vào ma vực rồi an toàn thoát ra. Dù khả năng này không có lớn, nhưng vẫn lo lắng trong lòng. Cả trăm cao thủ truy sát mà nhân lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít vù vù. Bạc Vũ Tì đột nhiên kêu lên. Các vị xem, đằng kia có người, có phải độc cô bại Thiên không? Nàng ta chỉ về phía ma vực. Một bóng người cao lớn đứng bên rìa ma vực, phảng phất hòa tan vào trong bóng tối, vô cùng quỷ dị, thần bí như thế. Không sai, chính là độc cô bại Thiên đấy chính là ma đầu đó. Trung dần cùng kêu réo, vừa vẫn nộ vừa sợ hãi, sợ bóng người cao lớn kia bước vào ma vực rồi hoành không xuất thế như trong truyền thuyết. Gió bỗng ngừng lặng, bạch cốt thì nhau rớt xuống đất, mà khi đèn ngòm chợt dịu đi. Nam tử cao lớn ngạo nghễ đứng đối diện với ma vực, trên đống xương trắng lạnh lẽo kia. Cách biệt không lâu, quân hùng lại thấy thành điền quấy loạn cả võ lâm. Từ trận đại chiến ở Vân Sơn, trụ sát thịt vườn Doãn Phong, hỏa tiêu nam cung gia đại chiến ở thảo nguyên dẫn đàn sói vây quanh võ công tâm linh tình anh vô cùng sơ lại hắn lại tìm thấy ma vực trong truyền thuyết không hiểu hắn còn gây ra việc kinh thiên động địa gì nữa đây độc cô bại thiên người muốn triệt để thành ma ư một vương cấp cao thủ cất tiếng hỏi độc cô bại thiên từ từ quay lại đối diện với quần hùng tỏ ra bình tĩnh một quang kiền nghị nói ta thành ma hay không với các ngươi chẳng phải vẫn thế ư là kẻ đáng chết là kẻ phải bị trụ sát. Người đã biết kết quả còn muốn chống cự ư. Người tin rằng sẽ thoát được thiên hạ quần hùng truy sát sao? Đồng cô bại thiên cười Thành không đáp gì. Người đi đến đâu, chết chóc đến đó. Tại người dính chưa đủ máu người sao? Lẽ nào còn chấp mê bất ngộ? Vương cấp cao thủ đổi giận. Những kẻ đó chết chưa hết tội. Ta vì muốn sống sót, không còn lựa chọn nào nữa. Đều do các người bức bách. Mỗi người đều có quyền đợi sinh tồn, các người dựa vào đâu mà muốn ta chết? Muốn nắm quyền xình xa ta chứ? Mấy tiền khốn các ngươi muốn đoạt sinh mạng người khác, tận phải trả giá tương đương. Hoa Vân Phi cất tiếng hỏi. Đầu cổ bại thiên, người tin rằng thoát được vòng vây của hơn trăm vị giang hồ hào thủ sao? Tên nhóc người không cần phải lo lắng. Ta muốn đi là đi, ai ngăn được chứ? Hoa Vân Phi vừa bị Thủy Tình và Bạc Vũ Tì trêu chọc, vốn đã điền tiết, không ngờ bị thêm một câu tên nhóc liền dẫn đến phát điên. Độc cô bài thiên, người không thể chết yên lành được đâu. Ta phải trẻ người làm tám khúc, để người tan nát hình thần, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tên nhóc nhà người cũng độc ác lắm, còn mẹ nó chứ. Lão tử tăng quyền rùa ngươi, cả đời này là nhân yêu. Kiếp sau, sẽ mọc tai dài mắt đỏ, là đứa con gái. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Độc cô bài thiên đáng chết. Họ vân vì tuốt kiếm ra, bật châm tất cả và lào tới. Những cao thủ khác cũng nắm đào tuốt kiếm, từ từ tiến tới, bên ngoài ma vực đầy sát khí. Thoáng sau, Hoa Vân Phi đến trước mặt hắn, bảo kiếm vạch ra một vòng cung tuyệt đẹp, kiếm màng như giải lụa cuốn tới. Đồng cô bài thiên khổng tuôn khắp huyết thần kiếm, hữu thủ kẽ dơ lên, quang màng đỏ tía bán ra, va và vào giải lụa. Sau khi ảo ảo, Hoa Vân Phi lùi lại mấy bước dài. Người, người phát được kiếm khí bằng tay không? Người đạt đến cảnh giới vương cấp đại thanh ư? Đêm đó xảy ra việc gì? Có phải vì cơn bữa đó mà ngươi... Cả ngừng lời, nhưng lại khí thế kinh khủng của độc cô bại thiên thể hiện. Quả thật gã không nói, không với tới được. Cả trăm người lạnh ngắt như tờ. thanh niên này khiến họ quá chấn động. Chỉ mấy ngày không gặp, hắn lại đột phá, khiến người ta lạnh bốt cả cõi lòng. Cùng lúc ấy, họ vân phi quay lưng với phía quần hùng, nhỏ giọng nói với độc cô bại thiên. Quả dừa ngốc, người định vào ma vực sao, ta quên ngươi màu đào tẩu đi nếu tiến vào chỉ thêm một oan hồn trong đó mà thôi. Nhân yêu, người thật ra là ai? Vì sao mấy lần giúp ta? Đồng cô vải thiên không máy môi, ngâm truyền âm lại mắng. Nhân yêu, nhân yêu. Đồng cô bại thiên ta hỏi thăm bổ mà tổ tiên tám đời nhà ngươi. Ta không phải nhân yêu gì hết, còn mẹ ngươi, nó nàng tôn trọng một chút. Hoa Vân Phi lại truyền thầm. Với tù vị hiện tại của ngươi, cộng thêm thần hư bộ, nhận định có cơ hội thoát được phòng vây, ngươi có chịu chạy không? muốn trốn chạy thì ta đã không đến đây rồi. Cùng lúc đó, mười mấy võ lâm cao thủ đến sau đường hòa vân phi, đứng thành một hàng, trường kiếm chĩa vào đầu cô bại thiên. Sát khí lạnh lẽo dâng tràn, kinh khí vù hình khiến trọng bạch cốt dưới đất lạo xạo, sát ý lạn khắp toàn trường. Một vương cấp cao thủ lên tiếng, mà thét, độc cô bại thiên, người quấy loạn võ lâm, hôm nay chúng ta kết liễu ngươi. Cả <laughs> người không sợ ta bước vào ma vực, rồi lại xuất hiện giống như bất tử chỉ mà trong truyền thuyết mà tồn thiên hạ ư. Với tù vị hiện tại của ngươi, nếu vào ma vực mà không chết thì là ý trời. Võ đầm chịu được hoạn đoạn bất tử chỉ mà trong truyền thuyết, không sẽ xuất hiện thêm một bất tử chỉ mà nữa. Từ cổ, ta không thể thắng chính được. Ta là ta, ta là ta, các người là chính, các người là chính. đỗ cô bại thiên cười lạnh, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Trên vùng đất đầy giường trắng, từ khi vô biển sắp khai màn một trường đại chiến vô cùng. Trăm vị võ lâm cao thủ vây thành hình bán nguyệt quanh đầu cô bại thiên. Bên ngoài ma vực, kỳ tài trời sinh sau đây trở thành ma vương. Đầu cô bại thiên, ta vốn phi thường thưởng thức thiên từ võ học của ngươi. Nhưng đạo mà không thể đứng cùng nhau, chúng ta nước lửa không dung nhau. Hôm nay phải sinh tử đại chiến, không chết không thôi. Người nói ra chính là đại bì thiền vương Dương Thụy, vương cấp cao thủ, hắn biết đến đầu tiên. Không biết, không biết là không biết. Không chết không ngừng là không chết không ngừng. Nói gì lắm lời như thế. Độc cô bại thiên rút góc huyết thần kiếm, khẽ khẽ âm vuốt ve. Tuyệt thế hung khí lấy được trên đỉnh Vân Sơn, phát ra hồng quang thật lạnh lẽo, như làn xương giá rét, như máu đọng lại. Ai dám đấu với ta chứ? Trung nhận nhìn nhau, có người hô lên. Ma đâu, người tội ác đầy mình, chết chưa hết tội, không cần phải tỏ ra đạo nghĩa với người làm gì hết, giết đi một toán cao thủ xông lên ao kiếm nhất để chém vào hắn kiếm khí tung hoành khắp nơi <laughs> không cần phải tỏ ra đạo nghĩa với ta làm gì cả các vị anh hùng xém kiếm đây phong băng đỏ tía hóa thành quang nhận khổng lồ rít lên lạnh lót chém ngược lại mười mấy người sông lên bị quang nhận hất bay có người mặt mũi nhợt nhạt hẳn đi có người miệng rỉ máu ra có người lảo đảo ngã ngục trong trường liền lạnh ngắt như tờ mười mấy người này có ai cao thủ tư vượng cấp còn lại đều là cao thủ đạt mưng siêu tuyệt, vậy mà cả toán vẫn thất bại. Trung nhân buộc phải đánh giá thực lực trần chính của độc cô bại thiên. Dương Thủy to ra ngừng trọng, bước khỏi hàng ngũ mà nói, tiểu hữu quả nhiên là xuất chúng, Dương bộ mong được đấu một trận công bình ở đây, không hiểu ý tiểu hữu như thế nào. Quyền chủ động trong tay các vị, mỗ được chọn lựa ư, hơn nữa, con lợi như vậy, mỗ lấy lý do gì mà cự tuyệt chứ? Độc cô bài thiên bình tĩnh không hề dao động mời xem chiêu. Dương Thủy cầm thành tiết kiếm lấp lánh hàn quang, nhìn đối thủ trẻ tuổi cuột khởi như sao băng chạm chạm. Ông ta cảm thấy vô hạn, nếu như không vì truyền thuyết xa xưa đó, có lẽ ông ta sẽ kết thành bằng hữu với hắn, nhưng không còn cơ hội đó nữa rồi. Độc cô bài thiên không dám sợ ý, tùy lúc hắn còn ở cảnh giới thứ vương cấp, từng trú sát thành công cao thủ thiên vương cấp Doãn Phong. Thế nhưng, giờ đối thủ là vương cấp cao thủ đỉnh phòng này, hắn không được phép lời lỏng hắn tin rằng tính cách, phẩm chất quyết định thành tựu của một người. Doãn phòng có vẻ nhân nghĩa đạo đức, phòng phạm cao thủ, nhưng chỉ là tiểu nhân vô sĩ. Tính cách đó chỉ giúp gã trở thành hãng cuối trong các vương cấp cao thủ, không thể so với đại bì thiền vương. Tiếng sấm kẽ vàng lên ầm ầm trên đầu đầu cô bại thiên tụ tập ồ vân, khắp huyết thần kiếm rung rung, tự quang xuất hiện, một tiếng xét bổ vào giường thủy. Có người hồ lên kinh hãi, khiếu thiền kiếm pháp thần công gia truyền của vương gia ở Tân bình đế quốc trung trần không khỏi nhớ lại đêm mưa kỳ lạ trên thảo nguyên hắn như thần linh xuất thế khiến họ chấn động vô cùng đến giờ vẫn còn bất an tiên chấp ánh tím bổ mạnh vào dương thụy tân hình dương thụy quay tít trường kiếm lúc đầm lúc chém bay quang rạng rỡ bằng lên tiếng soàn xoạt người xoay chuyển kiếm khí tùng hoành trung trần dù hẳn không thể lấy được tính mạng của hắn ngay thế nhưng cũng phải bội phục tù vì võ công của hắn Hắn còn trẻ mà đối kháng với cao thủ thành danh mấy chục năm vẫn công thủ rõ ràng, không hề có dấu hiệu thất bại, quả khiến cho người ta kinh hãi. Đương nhiên, đại đa số đều đố kỵ. Đố kỵ hắn còn trẻ đã võ công cao siêu, bản thân mình lại không được như thế. Sự đàn kiếm khí tung hoành, độc cô bại thiên tung người lờ lửng trên không trung, khắp huyết thần kiếm rực thần quang. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên, tiếng sét khổng lồ từ thân kiếm xẹt ra, giáng xuống, đồng thời trường kiếm của Dương Thụy chém lên trời. Kiếm khí trắng ngần hóa thành trường lòng vút lên. Lần giao phong này, từng tụ công lực toàn thân của hai người. Kiếm khí tung hoành rít lên vù vù. Hơn trăm cao thủ đứng quanh buộc phải lùi lại. Toàn hợp kích của hai cao thủ bắn vào ma vực. Quang mang như ngựa hoang rút cương lao vào vùng tối tăm. Nhất thời trong trường yên lặng vô cùng đến cực điểm. Ai đấy đều nín thở. Đột nhiên hắc sắc vũ khí ảo ạt tràn ra hút sạch lên kiếm khí vũ khí không hề dừng lại mà tiếp tục lan rộng Tân hình độc cô vải thiền nhanh chóng hạ xuống rồi lướt sang một bên Dương thủy cũng không dám chần chừ nhanh chóng lướt đi hai đại cao thủ tránh né hắc sắc vũ khí đồng thời phát động công kích đối phương phòng mạng đỏ tía và trắng toát không ngừng giao chiến trên không trung ầm à một tiếng uy địch hợp kích sóng khí hùng hậu đổ vào hắc sắc vũ khí vũ khí lồng lộn tàn ra rải vào quần hùng quần hùng vội vàng tránh đi nhưng có không ít người bị đàn khí đen dính phải, lập tức vang lên vô vàn tiếng kêu thảm thiết. Bảo tránh đi, đó là hắc ám ma khí trong ma vực. Mấy vương cấp cao thủ kêu to. Khi hắc vụ tan hết, có ba người trở thành đống máu thịt bầy nhảy, thân thể nhiều chỗ lộ cả xương trắng ra, tự trạng thật thê thảm. Bảy tám người khác thần thụ trọng thương, thân thể bị ma khí làm cho thối rữa nghiêm trọng. Trung nhân hít sâu một hơi khí lạnh, đến giờ mới chân chính minh bạch điểm đáng sợ của ma vực, chưa vào đã hung hiệp như vậy, thì bên trong hiểm ác khó lường. Dương Thụy trúng đòn sau chót của đầu cô bại thiên, há miệng thổ ra một ngụm máu lớn, sang mặt nhợt nhạt, nhạt lao đảo trực ngã. Ông ta lau máu trên miệng mà nói, anh hùng xuất thiếu niên, lão phụ bại rồi, bại tâm phục khẩu phục. Đoạn lão buồn bã lùi lại. Trung nhận cả kinh, đại bi thiên vương bại rồi. Quần hùng không tiếp nhận được hiện thực này cao thủ vô địch mấy chục năm đã thất bại. Dương Thủy khác với Doãn Phong. Doãn Phong ngồi lên được cái ghế vương cấp cao thủ, còn gây ra tranh cãi. Nhưng Dương Thủy đã đạt tới cảnh giới vương cấp đại thành, được coi là đỉnh nhọn trong các vương cấp cao thủ. Mà ông ta cũng thất bại trước một thanh niên với cuột khởi. Trung Nhân không tin được vào sự thật trước mắt. Trong một tháng nay, đồng cô Bài Thiên bị người thiên hạ trùy sát, nhận rõ nét xấu xa của người đời, hiếm người khiến hắn tôn trọng tận đáy lòng. Nhưng bóng dáng cô đơn kia chắc chắn là một vị cao thủ tiền bối, công lực trác tuyệt, đáng cho người ta tôn kính. Nhưng vì lập trường bất đồng, không thể chia sẻ gì. Đồng cố vải thiên lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thất lạc, mọi an ủi đều đã giả dối. Giết! Trong đám đông, không biết ai thét lên, mấy chục người điên cuồng lao vào hắn. Hắn nhếch môi cười lạnh, quanh người lùi lại vào ma vực. Không được, mau lùi lại một vương cấp cao thủ kêu to. Thời khắc không còn sớm, hắn đợi ở đây ba ngày để đến cơ hội này liền vận công lực toàn thân. Bất tử ma công thâu thiên đoạt nhật đại pháp toàn lực vận chuyển, thiên địa tinh khí như bị hút đi, tràn về phía của hắn. Quanh hắn trở nên ảm đạm vô quang, tối tăm bổ mịt, rồi quang hoa rực rỡ, nhật thời thần thể rực rực hào quang. Đoạn quang hoa chói lòa liên tục vút lên trời. Nhặt kiếm kinh thiên, ngừng tụ thiên địa tinh khí, bổ thẳng vào ma vực đồng thời độc cô bại thiên thi triển thần hư bộ lướt sang một bên như giải ánh sáng rời ra hiện trường kiếm khí kinh hồn đập vào ma vực âm một tiếng tiếng nổ động trời vang lên mà khi hắc ám trong ma vực nhìn độ hải cuồng đao gầm gào tràn ra toàn bộ vùng ngoại vi ma vực chìm trong tối tăm mặt đất run rẩy thình không ảm đạm hẳn đi Cùng phong gào rú núi lầy đất chuyển a à, cứu mạng thiền độ thiên nộ rồi quân hùng loạn choạng những kẻ nhát gan bắt đầu nói lung tung, lớn tiếng gào khóc. Mặt đất chấn động, mấy chục người gục dưới đất, hắc ám hạ khí tràn vào, quần hùng thương vong thảm trọng. Thình không ảm đạm vô quang, quanh ma vực âm phong gào rú, hắc khí cuồn cuộn, mà diễm ngút trời, phẳng phất như diệt thế mà tồn dáng lâm. Tiếng gào khóc vang vọng, ma khí dần tan đi, thiên địa trong trào trở lại, ma vực trùng quỳ cũng bình tĩnh lại. Bên ngoài ma vực như trường tu la, mấy chục người máu thịt bầy nhầy, xương trắng lộ ra, tự trạng vô cùng thê thảm. Hơn bốn chục người còn lại, sắc mặt nhợt nhạt. Độc cô bài thiên, người bật hết nhân tính rồi, độc ác thật. Một vương cấp cao thủ rời lệ thét lên. Độc cô bài thiên không hề tỏ vẻ ăn năn, ủng dùng đứng ngoài xa. Các người muốn giết ta, ta vì tự vệ nên không còn cách nào khác. Ta nói rồi, muốn đoạt sinh bệnh của người khác, tất phải trả giá tương đương. Các người là người, ta cũng vậy vì sao ta chết không hết tội, còn các ngươi có người thường vong lại trở nên đau đớn như thế. Người không phải là người, người là ma, là ma quỷ. Một vương cấp cao thủ rít lên là vỏ án. Trung nhân đều bạt trường kiếm ra, sát khí thảm điện tràn ngập khắp nơi. Nhìn toàn tình ảnh của tình ảnh lào tới, Đâu cô bại thiên mỉm cười, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia cay đắng. Hắn nhận ra thủy tình xưa nay chưa từng có sát ý với mình, cũng cầm kiếm lao tới. Hắn biết rằng lần này cả thiên hạ không còn ai đồng tình với mình nữa, khác nào một con sói cô độc, chật vật dãy ruộng. Mậu xuân tàm nguyệt, dường hoàn thảo trường, thiên hàn địa đống, vấn thủy tự lang, nhân tâm thiên dương, làng tâm độc sảng, thiên tâm nàn trắc, thế tỉnh như dương. Tạm dịch là, tháng vào cuối xuân, dê vùi cỏ cao, trời lạnh đất cứng, hỏi ai nuôi sói, lòng người chỉ lo cho dê, lòng sói đơn độc một mình, lòng người khó đoán, tình thế, giàn nàn như sườn khói. Bây giờ tiếng ngầm thề lường vang lên, rồi hắn rảo bước, tiến vào mà vực. Hắn bước đến chỗ mà vực, quần hùng đuổi sát theo, mấy chục vị võ lầm cao thủ nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu cừu hận. Hắn vẫn thản nhiên bước vào mà vực. Không! Tiếng hét rùn rẩy vang lên, một thần bí nhân mặc hắc bảo lao tới như điện xẹt, thoáng cái vượt qua vòng vây của quần hùng, tiến đến sát rìa của ma vực. Xoạt một tiếng, tiếng xé lụa vang lên, tay áo của hắn bị người đó xé tan, vật phở trọng gió. Người đó ngẩn ra, do mặt che khăn đen, chỉ độ đôi mắt ra ngoài, nên trung nhân không nhận ra khuôn mặt. Hồi lâu sau, người đó chợt lướt đi khỏi đám đông như một dải ánh sáng, mấy giọt lệ từ trên không rơi xuống. Hắc bảo nhân đi đến đều nhanh như gió, không để lại mảy may dấu vết. Trung nhân dù kinh ngạc trước sự xuất hiện của thần bí nhân nhưng nhanh chóng họ dồn chú ý vào ma vực. Từ lúc đầu cô bại thiên vào ma vực đến giờ, trong đó vẫn yên lặng. Một khắc sau mới vang lên tiếng hắn gào thét thê thảm như quỷ khóc sói tru. Qua một khắc, tiếng rú lặng dần, ma vực trở lại yên tĩnh. Chúng nhân nhìn nhau, không hiểu phía trong đã xảy ra chuyện gì. Đầu cổ bại thiên chết rồi. Đại bị thiên vương dường thụy, to vẻ không buồn không vui. Nhưng vẻ mặt của lão thoáng ủ uất thật sự là như vậy ư? Ừ. sao tiền bối khẳng định như vậy được? Bạc Vũ Tì hỏi. Những người khác đều hiếu kỳ, muốn biết đáp án. Bận tử trì mà trong truyền thuyết vào mà vực với tù vị thánh cảnh kêu gào suốt ba ngày đêm rồi hoành không thoát đi. Tù vị của đầu cô bại thiên sao so với ma vương năm xưa được. Tiếng gạo thét chỉ kéo dài một khắc là tận. Xem ra đã khí tuyệt thân vong. Hóa ra là như vậy. Tất cả những rút được gánh nặng một vương cấp cao thủ cất tiếng nói tuy là như thế nhưng ta vẫn chưa yên tâm vẫn có cảm giác ác mà không thể dễ dàng chết như thế một vương cấp cao thủ khác lại nói chỉ bằng chúng ta ở lại đây thêm ba ngày xem hắn có thoát được không tin rằng ba ngày là cực hạn dù ma vương trong truyền thuyết cũng chỉ trụ được bằng ấy thời gian trung nhân nhất trí tán thành trong lòng chúng nhân vừa khẩn trương vừa kích động độc cô bại thiên kiến cả thiên hạ bất an có thể đã diệt vong do bị họ truy sát. Tương lai họ sẽ có được vinh dự. Nhưng vẫn lo lắng hắn không có chết. Rồi lại như ma quỷ thoát ra. Chỉ ẻ lúc đó không ai sống sót. Ma vừa không hề động tĩnh. Trung nhân đều nhẹ nhóm. Bắt đầu cười nói. <cười> Độc cụ Bại Thiên cũng chết rồi. Đúng là ông trời có mắt. Hắn đúng là một tên ngu xuẩn cực điểm. Ma vừa được coi là phần mộ của đế cảnh cao thủ. Với tù vị của hắn mà dám vào. Đúng là ngu xuẩn mà đúng là ác gặp ác báo thôi khoảnh khắc ấy Đâu cô bại thiên ngạo nghễ tiến vào ma vực lập tức cảm giác phía sau có người lao tới để cấp thần thức siêu tuyệt được vận dụng hắn phát hiện chính là đế cảnh cao thủ thần bí vân đuần trợ giúp cho mình hắn so dự một chốc rồi vẫn tiến vào một đống tay áo bị thần bí nhân xé rách nhưng hắn không dừng bước mà khi hắc ám tràn tới khi tức kinh hồn vây chặt lấy hắn kinh thiền quyết chiến thiền quyết khiếu thiền quyết bắt từ ba công cùng vận chuyển chân khí trong thân thể lưu chuyển không ngừng quanh mình của hắn xuất hiện một đàn ánh sáng mờ mờ cách ngàn mà khí nhưng áp lực kinh hồn khiến cho hắn di chuyển rất gian nan Vật vả đắm mới đi được mấy thước nơi này tối tăm vô biên mặt người hoàn toàn mất đi tác dụng đi thêm bởi mấy thước nữa sau cùng hắn không chịu nổi nữa chân khí rút đi như nước triệu mà khí lập tức tràn tới tính chất ăn mòn đã được phát huy khiến cho hắn không thở nổi, tử vong ký tức triệt để vây chặt lấy hắn, đau đớn đau đớn vô cùng, Độc cô bại thiên cảm giác toàn thân như bị xé tan, phẳng phất như có cả ngàn mũi đau nhọn đang đâm vào thân thể hắn. Hắn biết đây là ma khí đang xâm nhập, lập tức sức mạnh thần bí của bà vực đang thôn tính mình. Hắn kêu lên a à một tiếng, hai tay vô thức chập lại, liền kinh hãi nhận ra tay của mình đã xé toạc ra lộ ra cả xương ngoài. Lẽ nào đầu cô bại thiền ta sẽ chết ở đây? Quyết định này là sai lầm sao? Mẹ kiếp, chiến hồn trong thân thể còn không bao tỉnh lại, mang cho ta sức mạnh. Vốn hắn định vào mà vực, mượn uy hiếp của cái chết để kích phát sức mạnh thần bí trong thân thể. Qua những lần ngộ đạo, kinh thiền quyết, chiến thiên quyết, một cách kỳ dị, cùng với đêm mưa, lãnh hội khiếu thiền quyết, hắn tin rằng thân thể của mình ẩn chứa sức mạnh kinh nhân chỉ là hiện thời chưa qua sử dụng được thôi. Hắn thầm than, vốn định vào tử địa để sống sót, hiện tại lại thành tự sát. Hắn cảm giác ra thịt toàn thân bị ăn mòn, cái chết đã gần lắm rồi, mệt mỏi vô vàn dâng lên, hắn gần như hôn mê. Đột nhiên dưới chân hắn thụt xuống, một cái nứt vô thanh vô đức mở ra, hồng màng lóe sáng, hắn rời xuống. Quần hùng tuy thấy trong đó lóe hồng quang, nhưng không để ý hoàn toàn không coi là việc đáng để tâm gì. Đầu cô vải thiên cảm giác mình đang rơi rất nhanh. Bộp một tiếng, hắn đập xuống mặt đất, hắn nhận ra xung quanh toàn một màu máu đỏ, trải ra vô tận. Hắn nằm bất động, thân thể cơ hồ đã tan rã. Mà khi đáng sợ quá, bất diệt kim thần của ta còn thành ra thế này. Hắn dần dần tỉnh táo, khả năng tư duy hồi phục. Đây là nơi nào? Những tia sáng màu máu này là gì nhỉ? Sao lại xuất hiện hồng quang? hắn từ từ giơ tay lên không đén được buột ra một tiếng kêu thảm ngón tay chỉ còn lại lóng xương trắng hếu huyết nhục bầy nhảy không cần nghĩ hắn cũng biết thân thể có vô số vết thương như thế hắn đưa tay sờ lên mặt với tâm trạng bất an hắn đại gào lên thê thảm gương mặt láng mịn giờ đã nát bét dung mạo bị hủy sạch đi hắn muốn đứng lên nhưng không còn khí lực vì sao lại thế này sức mạnh trong thân thể không hề động tĩnh biến ta thành người không cho người quỷ không cho quỷ hắn lại lầm vào hôn mê. Trong sâu thẳm lòng hắn, vang lên tiếng thở dài. Sức mạnh phải do tự bản thân lĩnh ngộ, dựa vào ngoại giới để tăng cường công lực, khó lòng tại thành. Tuy nhiên, chúng ta... Ôi! Không hiểu bao lâu sau, đồng cô bại thiên bích tỉnh lại, nhìn màn quang mang màu máu trước mắt, hắn ngẩn người, thân thể trọng thương, dùng bạo bị hủy, bị khốn trong ma vực, phải làm sao đây? Từ từ sau đó, hắn cảm giác mình động đậy được, cô nén cơn đau, chật vật đứng dậy. Nhờ bất diệt kim thân, hắn không hề chết bởi thân thể bị ăn mòn, không thành hình dạng gì. Dù toàn thân đều là vết thương, nhưng hắn cũng chỉ thấy hư nhược mà thôi. Hắn cố lấy lại tinh thần quan sát chung quanh. Hóa ra đang ở trong một thạch thất, nơi này bày một chiếc bàn, một chiếc giường và một cái ghế. dao động nhẹ nhẹ từ phía ngoài truyền vào, khiến hắn nảy sinh cảm giác thân thiết, như thể người thương đang gọi mình. Đồng cố bại thiên gian tan bước ra khỏi thạch thất, nhờ vào ánh sáng màu máu quan sát cảnh tượng chung quanh. Hai bên lối đi, ngoài thạch thất cắt đầy những hình vẽ thần bí từ xa xưa. Nộ lòng nhà nành múa vút, vượng hoàng múa trên chín tầng trời, thần thú nhiều chân, thần tướng ủy vũ, mà vườn bá khí lẫm liệt thiên tử thánh khiết vô cùng, yêu tiền dầm đãng vô cùng, trọng sao phức tạp, đừng nét không thể phân định rõ. Mọi nét vẽ đều sống động, phẳng phân có linh hồn, chừng bay ra khỏi tường. Những dấu vết trải nhiều tăng thương này cho thấy tất cả đều từ vô số năm tháng trước kia. Tồn tại qua ngàn vạn năm đến tận bây giờ. Tiếng gọi ấy khiến độc cô bại thiên cảm thấy thần thiết chuyển tới lúc được lúc mất. Hấp dẫn trái tim đang xoay vận của hắn. Điều ấy khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Tình cảm yêu thương sâu thẳm từ nét lòng dâng lên. Cơ hồ như người yêu sống chết không rời đang ở ngày đằng trước tuy thân thể còn đau đớn vì thường thế, khiến cho hắn tầm lực đều điều tụy, nhưng tiếng gọi yêu thương tạo cho hắn động lực bước tới, không oán không hận. Hình vẽ cổ xưa hai bên đối đi, đang phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, khung cảnh vượt thần kỳ vừa yêu dị. Dù hai bên có vô số thạch thất thần bí, nhưng hắn không có dừng lại, đi một mạch tới phía trước. Gần lại, rồi gần hơn nữa, tiếng gọi yêu thương càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác thạch thất xuất hiện trước mặt, hắn đưa đôi tay máu thịt bầy nhầy, giàn đàn đẩy cánh cửa. ầm một tiếng, thạch môn mở ra, màu máu tàn hết, ánh sáng nhu hòa chiếu rọi, niềm yêu thương phảng phất như nước triều tràn tới. Hắn quan sát dàn thạch thất, bật rằng hai mắt đầy lệ. Bức tượng bạch ngọc trong ngần tọa lạc ở chính giữa. Một nữ tử tuyệt đại phong hoa nhìn hắn yên bình, ánh mắt đầy chiều mến. Hắn run rẩy bước tới, dịu dàng phút ve gò má nữ tử như ngọc kia nước mắt dần tràn. Ngàn năm tìm kiếm, vạn năm đợi chờ, túc mệnh luân hồi. Trong khoảnh khắc này, lòng hắn răng vạn sợi tơ tình. Nữ tử bằng ngọc này khiến cho hắn rung động, linh hồn run rẩy. Nàng là nữ nhân gắn với vận mệnh của hắn, là một phần không thể thiếu của sinh mệnh. Từng hình ảnh nổi lên trong lòng. Buổi đêm trăng sáng treo cao, một nữ tử phong hoa tuyệt đại, ngự phòng phi hành như nữ thần. Một nam tử ngây ngô nhìn nàng, yêu thương như nước biển dâng lên trong mắt. Nữ thần theo gió bay xa, nam tử vẫn ngơ ngẩn nhìn lên màn đêm. Ngày xuân cỏ non xanh mướt, dùng nhàn tuyệt thế vô song của nàng, mỉm cười sáng lạng giữa trăm hoa, nhìn hắn si dại. Hắn lại không nhìn thấy, chuyên tâm luyện kiếm. Buổi hoàng hôn lây rầy mưa, nữ tử mỹ diễm vô song đi bên hắn, chiếc ổ mở ra một vùng đất trời riêng cho hai người. Bức tranh không ngừng biến hóa, hào khí sung thiên, uy chấn thiên hạ, hắn tùng hoành trốn xa trường lấy thủ cấp của chủ tướng địch nhân dựa phản quân nàng đẹp như tiên thiên đánh trống trợ uy cho hắn một tay hắn cầm kiếm tay kia ôm nàng sắc mặt nhợt nhạt quay miệng rỉ máu hắn vượt lên cả thiên hạ coi quần hùng trước mặt như không khí nhất kiếm vùng lên vạn người không địch nổi hắn đứng trên đỉnh tiên sơn lấy thần ngừng kiếm thân hóa thành hình cầu vồng dài mấy chục trượng xẻ tan hư không trước sự ngưỡng vọng của mấy vạn quần hùng vạn đạo hào quang tử hư không phá toái xạ xuống khiến cho hắn phiêu giật như thận khi hắn đặt một chân vào hư không lòng đau đớn đến cực điểm ngoảnh nhìn tuyệt thế dung nhan ngục trong vũng máu liền rút bàn chân hướng về bị ngạn lại tám tuyệt thế cao thủ vây chặt lấy hắn cương phòng mãnh liệt sát kế sung thiên khiến không gian quanh hắn méo mó đầu tóc của hắn rối bù miệng thổ máu không ngừng sắc mặt trắng nhợt nhưng vẫn ngạo nghễ nhân phòng hòa tuyệt đại đẹp đến nghẹt thở từ trên trời đáp xuống ôm hắn vào lòng tam đạo cường khí đánh trúng lưng của nàng nàng như đó hoa thê lương héo tàn úa vàng hắn không tin nàng nữa cho rằng nữ tử mỹ lệ vĩnh viễn sẽ phản bội hắn lòng đau như cắt hắn đi khắp thiên hạ dù nhìn thấu sinh tử vô địch thiên hạ thì sao chứ mấy chục năm sau lòng hắn vẫn đầy tiếc nuối lúc hắn ngoái lại tìm nàng giữa biển người mênh mang thì bất ngờ biết rằng ngày đêm ra đi đó nàng đã qua đời hắn vuốt ve dị vật duy nhất của nàng tình chi lệ tinh màu lam rồi buồn phá rời lệ. một hình ảnh quấn quýt cả đời sinh tử khổ đau ruột gan đứt đoạn kiếp trước đời này đời này kiếp trước yêu hận quấn quýt sinh tử ràng buộc đầu cô bài thiên dớm lệ, ngửa mặt kêu to a à một tiếng vết thương khủng khiếp trên thân thể không thể so với nỗi đau trong lòng nội tâm của hắn cay đắng cực điểm. Từng mảnh ký ức tàn khuyết, thuật đại tình yêu đau đớn nhưng đẹp đẽ, bì thường của hắn qua từng kiếp, sinh tử luân hồi, vĩnh viễn khó quên. Hắn ôm chặt bức tượng ngọc vào lòng, sợ rằng buông ra sẽ mất đi tình cảm vĩnh hằng trong đó. Vầng sáng nhu hòa từ bức tượng phủ lên thân thể hắn, hắn cảm giác ngọc tượng ấm đần, thậm chí dùng mãn ký thức sinh mệnh. Hắn kích động muốn khóc to, lẩm bẩm. Lẽ nào trời già muốn tặng ta một niềm vui bất ngờ để nàng sống lại ư? Tim của hắn nhưng cực đập, khẩn trương cực độ nhìn thẳng vào bức tượng. Nhưng hắn thất vọng vì ngọc tượng không sống lại, vẫn nhìn hắn hiền hòa. Làn sáng nhu hòa phủ lên hắn, bao nhiêu vết thương lành lại hết, đồng thời yêu thương vô tận như nước triều dâng lên. Là chân ái từ ngàn vạn năm trước là tình yêu không hối hận vượt qua thời không? Hắn say mê, hai mắt lại mơ hồ để khi nhận ra thường thế dần tan biến, thì kinh hoàng phát hiện ngọc tượng đang nứt toát, từng vết nứt xuất hiện trên tấm thần bạch ngọc kia. Không, không thể nào. Hắn gào lên la cả giọng. Là ta sai lầm, là ta sai lầm. Đời đời kiếp kiếp đều là ta sai. Lúc còn sống, nàng đau lòng vì ta. Hóa thành ngọc tượng cũng là vì ta mà chết. Ta không cần gì, chỉ cần có nàng ở bên. Nàng luôn không oán, không hận vì ta. Còn ta luôn vô duyên vô cớ tổn thương nàng lẽ nào đều là vận mệnh. Vì sao? Vì sao? Vì sao chúng ta không thể ở bên nhau? Trái tim của hắn vỡ tan theo từng vết nứt trên cái người ngọc kia. Hắn phùn một cụm máu lớn, dòng máu đỏ tươi với lên khối ngọc trắng ngần, đẹp đẽ mà u buồn. Khối ngọc ảm đạm vô quang, lại sáng lên mờ mờ, khi tìm hắn đầy ấm áp, thân thể thụ thường lành lại. Rắc một tiếng, người ngọc vỡ tan từng mạnh. A à, không! hắn ngã ngửa ra, mất đi trì giác. Trong lúc mồng lung tiêu nữ bị diễm vô song đi đến cạnh hắn. Thiên, dù tương lai phát sinh việc gì, chẳng phải tin tiếp, tin rằng thiếp chỉ yêu mình chàng thôi. Nhà đầu ngốc, sao ta có thể tin muội được chứ? Không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Thiếp sợ chàng sẽ hiểu lầm, sẽ không khen thiếp giải thích, sợ vĩnh viễn mất chàng. Thiên, thiếp không mong chàng vĩnh viễn yêu mình thiếp, chỉ cần chàng vĩnh viễn tin thiếp, vĩnh viễn tin, vĩnh viễn tin rằng thiếp chỉ yêu mình chàng thôi. Trần thêm được biến thành buồn thảm. Thiên, chàng không tin thiếp nữa rồi, không tin tình nguyệt nữa rồi. Giọng của nàng cay đắng tột độ. Thiên, thiếp vĩnh viễn yêu chàng. Tình nguyệt, ta vĩnh viễn tin nàng. Nguyệt nhi, ta vĩnh viễn tin tưởng nàng mà. Đỗ cô bài thiên thét lên, tỉnh khỏi hồn mê. Nhìn mơ ngọc nát dưới đất, hắn lại rời lệ, lòng đau như dao cắt. Anh nói nam tử không có nước mắt, trí tình trí tính, lệ tiếc thương sẽ rơi. Hắn ôm mơ ngọc nát vào lòng. Tình nguyệt, tình nguyệt, ta không cần gì, chỉ cần có nàng thôi. Từng giọt lệ chảy dài rơi trên bạch ngọc, quang mang sắc lam giấy lên. Đột nhiên lam quang nhàn nhạt, từ bạch ngọc phun ra, ánh sáng nhù hòa cùng yêu thương vô tận tràn về phía hắn. Đỗ cô bại thiên đại hỉ, mỉm cười trong nước mắt. Tình nguyệt, ta biết nàng sẽ không bỏ ta mà tay của hắn run rẩy lần đến giữa đống ngọc vỡ một tinh thể màu lam hình trái tim phát ra làm quang dù hòa xuất hiện trước mắt Tình trì lệ tinh hắn rùn giọng nhận lại hình ảnh tàn quyết trong ký ức nỗi hận kiếp trước nỗi đau kiếp này Tình trì lệ tinh từ từ bay lên rời xuống tay của hắn đó là nước mắt tình nhân ngừng đọng lại hai mắt hắn mở đi tiểu nữ xuất hiện trong lúc hắn hôn mê lại hiện lên trước mắt nói những lời tương tự hắn vươn tay ra ôm nàng tình Nguyệt ta vĩnh viễn tin nàng yêu nàng mà nhưng vòng tay trống không hắn nhìn lệ tình đầy xì mê, đau đớn hối hận và ăn năn mọi tâm trạng lần lượt dâng lên ầm một tiếng kiếp trước đời này đời này kiếp trước tình Nguyệt kiếp trước mà mình Nguyệt kiếp này hợp lại à tình Nguyệt Nguyệt Nhi là một đâu có phải thiên ngẩn người sau cùng cũng hiểu vì sao lúc bị điền đạo chúng sinh của Nam Cung Tiền ghi chế trụ ở Nam Cung Thế Gia, đầu óc của hắn lại hiện lên từ đổ mình nguyệt. Nàng cũng nói những lời như thế, giống như lời tình nguyệt nói từ kiếp trước. Thiên, khi chàng rơi lệ vì thiếp, tiếp sẽ xuất hiện trước mặt của chàng. Lời lẽ nhu hòa từ lệ tinh, hình trái tim vang vào trong lòng hắn là tinh thần lạc ấn từ vạn năm trước để lại. Dùng nhàn đau thương vô hạn của tư đổ minh nguyệt hiện lên trong lòng hắn. Tỉnh nguyệt, ta nợ nàng quá nhiều kiếp này nhất định không để phải hối hận nữa nguyệt nhi ngốc của ta nguyệt nhi khả ái của ta mỗi nhất định chịu nhiều uất ức nhất định đau đớn gấp mười lần ta nguyệt nhi ta đến đây đợi ta trong khoảnh khắc này không còn gì quan trọng nữa hắn chỉ muốn đến với tư độ minh nguyệt thật nhanh ôm nữ nhân quan trọng nhất đời vào lòng nghe nàng kể lể để nàng thống khoái khóc cho vơi đi bao nhiêu ấm ức đầu cô bại thiên cẩn thận cất tình chỉ lệ tình vào người rồi nhanh chóng quay về. Hiện tại, hắn không còn lòng dạ nào ở lại ma vực nữa. Ký ức tàn khuyết như con sâu ăn mòn tim của hắn. Mối tình sinh tử kéo dài mấy kiếp đó làm lòng hắn đau đớn. Hắn đến dàn thạch tất lúc đầu, vùng kiếm chém vào thạch bích kín khít. Bộp một tiếng, thạch bích không mảy may tổn hại. Thế nhưng, hai cánh cửa ngầm ở trên nóc mở ra. Ma vực quanh nằm tối tăm lại xuất hiện trước mắt hắn. Trong sát na, làn ánh sáng màu máu trong thành thất làm ma khí nhạt đi. Hắn phi thần trở lại mặt đất. Thành bích tự động đóng lại, hồng quang tan hết, ma vực lại chìm trong hắc ám tuyệt đối. Ma khí ảo ảo tràn tới, tử vong khí tức vô tận vây chặt lấy hắn. Mà khi tử vong còn cách hắn ba thước, liền dừng dững lại. Giải lam quang mở mở ngăn chặn ma khí, nhu hòa bảo kín hắn. Tình chỉ lệ tinh, tuyệt thế khuyên tình. Lòng hắn chua xót, đến giờ mà tình yêu ngàn năm vạn năm trước chưa tan vẫn bảo vệ hắn không rời trong lệ tình ẩn tàng gì thì hắn không còn thời gian cân nhắc cũng không muốn truy cứu vì sao một nơi như ma vực lại có tượng của tình nguyện hiện tại hắn chỉ muốn đến gặp tư đồ minh nguyệt thật nhanh quần hùng bên ngoài ma vực nhìn rõ ràng ma vực vốn hắc ám đột nhiên xuất hiện một đạo lam quang nhu hòa soi tỏ thân ảnh cao đớn của hắn vì sao hình trái tim màu lam dính sát ngực của người đó, ngăn cách hắn với mà khí. ầm một tiếng, trung nhân chấn động, nhận ảnh đó không phải đồng cô bại thiên thì là ai được nữa. Không ai ngờ, kẻ chết chắc lại không chết. Đồng cô bại thiên rảo bước ra khỏi ma vực, không hề chậm trễ, vùng kiếm chém vào quần hùng. Kiếm màng đỏ tía, cái quần hùng tỉnh lại, lập tức kiếm khí tung hoành. Ma vực bình tĩnh, chưa được một ngày lại sát khí sùng thiên. Các người tránh hết ra cho ta, ai ngăn ta tất chết hai mắt của hắn vằn lên tơ máu, đỏ đến phát sáng, còn đáng sợ hơn lục xá thần thành ma. Mọi võ lâm cao thủ có mặt đều đổi sát tâm, không ai dám giữ kẽ nữa cả. Họ chỉ muốn giết bằng được nam tử vừa xuất hiện. Kẻ xá thân thành ma thoát khỏi được ma vực, tất nhiên là đáng sợ. Chỉ có nhân lúc này giết đi mới giữ được cho võ lâm yên tĩnh. Có không ít người nhìn chằm chằm vào ngực của hắn với vẻ tham lam. Họ cảm giác được trong áo của hắn có một viên tinh thạch thần bí. Sát y vô tận tràn khắp toàn trường, niệm lực hùng hậu liên tục chấn nát sương trắng dài dưới đất. Bây giờ tiền tiền kiếm khí tung hoành, độc cô vải thiên sông phá vòng vây. Đột nhiên mà vực lại bắt đầu nổi lên âm phong, mà khi ảo ạt vô tận điên cuồng lan tràn, vùng sương trắng cũng nổi cuồng phong, Cắt bụi ngập trời, sương khô theo gió bay lên, cảnh tượng tựa trường tu la địa ngục. Hắn biết cơ hội đã đến mỗi khi giờ ngọ hài khắc, mà khí trong ma vực lại lại điên cuồng lan tỏa. Giờ đang là giữa trưa, chính là thời cơ đào tàu tốt nhất. Trung nhân kinh hoàng quan sát ma vực, thế công chậm lại, hắn liền mở đường máu ra khỏi vùng bạch cốt. Mau lùi lại, cẩn thận ma khí lại tràn ra. Một vương cấp cao thủ hồ lớn. Hắn không chạy được đâu, mà đầu đã trúng mấy đạo tiền thiền kiếm khí. Dù không chết, nội tạng cũng tổn hại, đuổi theo. Lần này quyết không để hắn chạy mất, phải lấy mạng của hắn. Hơn 40 người truy đuổi cắt cao, nhưng cự đi với hắn mỗi lúc một xa, họ làm sao sánh với thần hư bộ của hắn. Hắn không biết mình may mắn hay bất hạnh, lúc nào cũng bị truy sát, nhưng đến lúc quan trọng lại cựu tử nhất sinh mà thoát thân. Máu từ khóe môi hắn chảy xuống đỏ cả vạt áo trước ngực, cảm giác ấm áp từ ngực can tràn khắp toàn thân, tạng phủ nội thương được ký tức đầy sinh cự bào phủ, từ từ lành lặn. Hỏng rồi, còn mẹ nó Hắn phát hiện túi nước bị kiếm khí đầm trúng Trong lúc giao đấu đã cạn hết Hắn cắm đầu mà chạy Trong óc chỉ còn ý nghĩ Ta nhất định phải sống sót khỏi sa mạc Không thể chết bây giờ được Ngày nối ngày qua đi Đi đến ba ngày trong sa mạc Hắn khổ rộp hết môi vì khát nước Sau cùng ngã gục xuống Lúc hắn tỉnh lại là giữa trưa Cắt vàng bỏng rát Chích vào lưng nhòi nhói Thay giường nóng hừng hực chiếu vào Khiến ra hắn gần như nứt toát hắn hiểu hơn ai hết khí hậu biến đổi vù thường của sa mạc. Ban đêm trăng lạnh treo cao, lạnh lẽo thấu xương, ban ngày lại là mặt trời rừng rực, nóng như lò lửa. Môi hắn rộp lên nứt nẻ. Mẹ nó chứ, cứ thế này lão tử sớm muộn gì cũng chết ở đây. Hắn vuốt ve tỉnh trì lệ tinh, cảm giác thoải mái hẳn, điều siêu đứng dậy, tiếp tục lên đường. Đột nhiên tiếng chim ưng ré vang, một con ưng lớn bay lượn trên không. <laughs> trời không tuyệt đường gợi, lão tử chịu nhiều khổ nạn như vậy sao lại cứ thế mà chết được hắn lảo đảo đi được vài bước rồi ngạo bịch xuống con đừng lảo xuống như quảng tiễn thoáng cái đã tới đỉnh đầu của hắn song trào sắc bén thò ra bộp một tiếng một đạo quyền phong đánh trúng bụng của con chim ưng nó rít vang rồi rớt xuống dạy dãy mấy cái trước khi im lìm mấy ngày đói khát trên độc cô bại thiên uống máu chim ưng theo kiểu dã nhân hắn đứng lên giữa làn cuồng phòng cát bụi lướt về phía xa xăm. Ngoài ra một bóng người cao lớn cầm kiếm đang đứng trên gò cát. Độc cô bại thiên chậm bước, từ từ siết chặt cấp huyết thần kiếm. Vương Tây Phong ôm quyền nói, Độc cô Huỳnh không cần khẩn trương, tiểu đệ không có ác ý, đến để báo ơn, hãy đón lấy. Đón lấy túi nước và lương khô. Độc cô bại thiên tỏ vẻ cảm kích. Tiểu huỳnh đệ không sợ liên lụy sao? <laughs> sợ thì ta đã không đến. Độc cô Huỳnh cứ đi, tiểu đệ lo đoạn hậu. Độc cô bại thiên nhìn y thật sâu. Hảo ý này tại hạ xin lĩnh, đa tạ. Bất có tại hạ không cần trợ giúp. Huỳnh đệ cứ đi đi. Vì sao? Huỳnh truyền cho tiểu đệ khiếu tiền kiếm pháp. Tiểu đệ giúp chút việc còn con này không được ư. Qua bao lần sinh tử đại chiến, còn ngại gì mới trùy bình còn con này. <laughs> Độc cô huỳnh quả nhìn hào khí sung thiên. Vương bộ đi đây. Nhìn theo bóng vương tây phòng, hắn thở dài. Lấy chứng kiện làm đầu, có tính huyết. Chỉ là nên nghĩ cho người và người thân người một chút nữa, dính vào ta, người sẽ phản kiếp bất phục. Mẹ nó chứ, sao mà nhân như ta lại càng lúc càng lương thiện thế này? Ba ngày sau, hắn quay lại Thảo Nguyên. Năm ngày sau, từ Thảo Nguyên bay lên mấy chục con bổ câu đưa thư về các nơi thuộc thành phòng đế quốc. Ngày thứ sáu, thanh danh bất tử chỉ mà đầu cô bại thiên chấn động mỗi nhân vật võ lầm của thiên vụ đại lục. Đồn rằng đầu cô bại thiên hạ sát 56 cao thủ trong xà mạc một mình vào ma vực trong truyền thuyết lấy được một viên mà tình thần bí rồi an toàn thoái lui. Từ sa mạc thoát ra khỏi thảo nguyên, dọc đường dây lên bừa báo gió tanh đang trở về thành phòng đế quốc. Ma vực trong truyền thuyết chấn kìm võ lâm. Bây giờ truyền thuyết về độc cô bại thiên càng khiến võ lâm bất an. Họ đồn rằng thời đại đổ máu lại sắp tới. Độc cô bại thiên từ sa mạc vào thảo nguyên, nhưng đợi sẵn hắn là vô số cao thủ phục kích. Trận đại chiến này dị thường tàn khốc, máu cùng lửa, sinh cùng tử. Chỉ trong một đêm, Thảo Nguyên đã nhận thêm mấy chục u hồn. Vầng tình dương ngả về phía tây, thỉnh không đỏ rực một màu. Thảo Nguyên thoáng đáng cũng đỏ ối, càng trở nên thề lương. Độc cô bài thiên toàn thân đều là vết thương. Mỗi tấc giả thịt đều rớm máu mới thoát khỏi trùng phây. Hắn lắc lư cất bước, máu nhỏ dầm dề, trầm trầm suốt nửa ngày. Hắn không chịu nổi nữa, gục xuống đất. Vầng trăng sáng treo cao trên trời, nguyệt hoa như thủy triều tràn về phía hắn. Mấy loại thần công trong thân thể hắn cùng vận chuyển, thần làm hút lấy tinh hoa ánh trăng. Nguyệt quang nhu hòa tựa như nước ấm, tựa như gió mát, dịu dàng vuốt ve thân thể trọng thương hắn. Đột nhiên, một đạo lam quang từ ngực hắn xả ra, tạo thành một chiếc bong bóng lớn trùm lên hắn. Quang trụ từ chân trời giáng xuống làm quang, tinh hoa ánh trăng như nộ hài cuồn cuộn tràn đến, năng lượng hùng hậu bao phủ bội tất da thịt của hắn mấy loại thành công lực lượng lại cung cấp liền vận chuyển thật nhanh thể phách bất diệt kim thần tỏa ra hào quang kinh mạch hư tổn cùng cụ tạng lục phủ thụ thương nhanh chóng lành lại tại nguyệt quang điện cách xa vạn dặm một lão phụ nhân từ từ mở mắt hai đạo quang mang như thực chất bắn ra lệ tình của nguyệt thần đây là đây là lão phụ nhân tỏ vẻ ngạc nhiên nữ tử đẹp như tiên tiên cạnh đó nhìn hiện tượng kỳ dị trên không trung tỏ ra kinh ngạc Sư phụ sao vậy? Thật ra có chuyện gì? Lệ tình của nữ thần nào? Lão phụ nhân im lặng hồi lâu mới đáp. Theo truyền thuyết, nữ thần yêu một người không nên yêu, rũ bỏ cả vị trí thần linh cao cao tại thượng để lưu lạc nhân gian. Mấy kiếp yêu thương, mấy kiếp ruột gan tan nát, nữ thần hóa thành người phàm, đau lòng rồi ra đi. Từ đó không còn thay đầu nữa, chỉ còn lại tình chi lệ tinh màu lam dưới nhân gian. Đồn rằng nếu tình chi lệ tinh rơi vào tay người năm xưa, nữ thần yêu thương được y dùng nước mắt tình yêu suốt ba kiếp tưới đẫm lệ tình sẽ phát sáng nữ thần lại xuất hiện quang trụ trên thình không vừa nãy là sức mạnh phong ấn trong tình trì lệ tình nối liền với tình hòa ánh trăng tình trì lệ tinh hiện thế phát sáng người nữ thần yêu năm xưa đã xuất hiện nữ thần nữ thần cũng sẽ xuất hiện sư phụ sự thật là vậy ư sao sao con nghe giống thần thoại quá thiếu nữ kia hiếu kỳ nhưng truyền thuyết này thật cảm động có lẽ là thần thoại hoặc là một câu chuyện trần thật do bái nguyệt giáo lưu lại từ xưa nay. Về mặt của thiếu nữ hoang mang, nữ thần vì người yêu mà lưu lạc nhân gian rồi lại vì người đó mà tan biến ư. Hiện tượng kỳ dị trên không kéo dài nửa thời thần mới tan đi, thảo nguyên trở lại vẻ tĩnh lặng như cũ.